Con thỏ. Chó. Dứt điện. Chó đó bác. Menu. Ghi ăn. Ghi viết ăn. Ghi chép. Khẩu trang. Y tế. Khẩu trang. Đeo vô. Đeo khẩu trang vô. Khẩu trang đeo vô. Khẩu trang đeo. Đeo khẩu trang. Năng động. Nope. Dứt điện. Điện. Dập. Mấy từ? Năm từ. Khó vậy. Em với anh. Xin lỗi quá phiền. Em với anh. Đừng làm bạn nữa. Hai từ. Con thỏ. Chó. Bồ câu. Gà. Con. Gà. Mấy từ? Hai từ. Em với anh. Công ty. Saru. Hai từ. Nhẫn cưới. Cưới. Nhẫn. Đá. Nhẫn cưới. Mình hơi văng không? Nhà. Công ty. Nhi Thắng. Thắng. Đông Nhi. Đông Nhi. À Đông Nhi hả? Em hơi thất vọng vậy anh. Khoan xí, cái này là cái gì? Gà bông. Gà. Không có con gà đi vậy. Không có con gà nào đi vậy. Cái này là con gà đi như này mọi người ạ. Ít ra là con gà là em phải cho nó cái mỏ phải không? Còn này con chó đang bơi. Đây là mỏ mà. Đây là mỏ mà. Gà đó. Xong là bông em không biết diễn tả sao kia cái tỷ khúc em bông. Vì là hồi nãy An Tùng đã bị thua cái thử thách mà Sarah đưa ra, nên là ngày hôm nay Sarah sẽ là... Thực ra cái này không phải là phạt đâu anh, đây là một cái phần thưởng được chuyên gia make up Hansara sẽ make cho anh một cái kiểu make up gọi là say rượu. Đầu tiên thì bạn chuẩn bị má hồng trước nhá, tại vì đây là make up say rượu nên là mình cần trong kiểu say rượu á mọi người. Thì là bây giờ là Sarah không có bảng má hồng nên là Sarah sẽ xài tặng bằng màu mắt đánh lên má hồng. Cái màu đó nó phải thật là nhu mì và nó trông rất là fancy á mọi người hiểu không? Nên là bây giờ mình sẽ chọn cái màu hồng cánh sen này. Rồi, đó các bạn chát lên đây như này nè, đó cho nó hồng như thế này thì các bạn mới có thể make up say rượu nhá. Rồi, bây giờ ôi, hôm nay mẫu make up của mình trông mặt hơi hoang mang. Rồi bây giờ á, thì bạn sẽ để mặt bình thường, bạn không được cười. À, bạn phải cười. Bạn phải cười lên mình mới đánh má hồng lên đây được. Hai, bác cười, cười. Ui, nhìn giống Pikachu. Rồi bên kia nào. Cười. Rồi bây giờ á, thì bây giờ Sarah sẽ làm một cái quá trình rất là cần thiết cho mọi người, đó chính là chặt khối. Mình ăn bao nhiêu thì mình chặt bấy nhiêu nhá. Bây giờ thì ngày hôm nay anh Tùng ăn gỏi cuốn rồi này, thì em nghĩ là em sẽ chặt hơi khá là nhiều ấy. Rồi giơ cái cằm ra trên nào. Rồi mình sẽ chặt từ đây xuống đó. Bây giờ sau đó là mình sẽ đánh khối mũi, mọi người hiểu không? Mà khối mũi nó rất là quan trọng. Đây. Anh làm gì vậy? Chắc là đừng đụng vào đây mà. Đây, đưa mũi nào.
Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Hai bạn. Đó. Hai bạn. Chật đó. Bây giờ mình sẽ đánh màu mắt trước đi. Thôi mà. Bây giờ mình sẽ đánh màu mắt trước nha. Bây giờ mình khoan nhủ hả? Mình cười lên nào, cười lên nào. Khoan nhủ hả? Cười lên, cười lên. Cười lên. Và đây là make up xoay dịu nên là Sarah nghĩ là mình phải nhấn mạnh vào cái chỗ xoay dịu đó thêm lần nữa. Nên là Sarah sẽ đánh má hồng thêm lần nữa trước khi mình qua một cái phần make up khác. Xinh xinh, xinh lắm. Vì trong cái make up xoay dịu này thì Sarah không có muốn khuyên mọi người là kẻ mắt quá đậm vì là mình đang nhấn vào má hồng. Nhắc lại thêm lần nữa là má hồng như mọi người make up xoay dịu mà. Rồi, nên là về cái phần mắt á thì là mình sẽ không có kẻ mắt nước. Mắt nước luôn hả? Không, em sẽ không kẻ mắt. Mẫu mà đang cãi với lại giảng viên là sao? Rồi, mình sẽ không kẻ mắt nhưng mà mình sẽ nhấn một cái đó chính là nút ruồi. Mọi người biết á, là trên mặt mà có một cái nút ruồi á, nó rất là quyến rũ. Nãy giờ lỡ make up nữ rồi thì là cái phần chấm nút ruồi này thì sao sẽ chấm một nơi nào đó trong nó men hơn xíu. Rồi, đây, nhắm mắt đi em. Đây, đây. Vì là mình không kẻ mắt nhưng mà mình lại phải nhấn vào mắt thì mình có cái gì? Mình có mascara. Nhìn xuống dưới nào. Đó. Run dữ. Nhớ Unify quá. Lắc lắc được về liền nhờ. Nếu mà các bạn đã làm theo được tới cái bước này rồi, chứng tỏ là gì? Là bạn đã làm được 90% rồi. Và cái phần quan trọng nhất đó chính là son môi. Môi là một cái mà nó rất là tạo một cái ấn tượng mới lạ. Ê, mình bớt đỏ được không? Mình tạo một cái ấn tượng mới lạ với lại cái người mà mới gặp mình đầu tiên. Anh có ý kiến nha. Không, anh chờ ý kiến gì hết. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bôi một chút màu son đỏ này lên môi. Bây giờ Lục thay đổi phút chót nè, Lục đánh son cho anh. Thôi, bây giờ á thì mình sẽ đánh lồng môi nha mọi người nha. Mình đánh lồng môi. Em không đánh full môi đâu, đừng lo, đánh lồng môi thôi mọi người. Há miệng ra nào. Rồi, các bạn nhớ là sau khi bôi các bạn phải bặm môi này, 2, 3. Bặm 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 bặm. Ta sẽ lấy cái cọ này và đánh highlight những cái phần T này, những cái phần mà cần nhấn vô mặt. Làm gì có màu trắng đâu mà đánh highlight. Không, đây có nhũ nè. Cái gì vậy? Đó, các bạn thấy như thế này là ít thôi, tại vì anh Tùng không thích nhưng mà mình sẽ chết khá là nhiều. Đây. Nè, xong. Cho anh xin cái quần được không? Anh chùm anh đâu anh để xíu anh dễ đi về hiểu không? Thật ra nãy giờ là make up cho nữ nhưng mà em cảm giác là kiểu như là mọi người chưa cảm nhận được đây là nữ á, ý là một. Em biết giống gì không? Em biết mấy cái đoàn mà lưng sư rồng được không? Thì mấy con tề thiên nữa. Thì là hôm nay là make up dành cho nữ và Sarah cảm thấy anh Tùng chưa có đủ nữ lắm nên là Sarah có chuẩn bị cái này cho anh Tùng. Thì là nó chỉ là một cái nhẹ nhẹ thôi. Thôi hết rồi. Thôi hết rồi. Thì á. Anh từ, khóc à? Từ Tùng ngủ không nó cho lên sa tăng rồi. Em yêu dây quan mọi người à. Chào tất cả các bạn, thì ngày hôm nay hướng dẫn make up của Sarah tới đây là hết. Mong là các bạn sẽ make up thật là đẹp được giống như Sarah make cho anh Tùng. Kiểu như là mình nói kiểu em mình siêu tập tinh đấy thì sao lại anh Tùng thử đi. Vậy đi, siêu cho dễ đi về. Bye bye.